Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Ván cờ 4D của Tổng thống Putin khiến phương Tây bó tay. Sau bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà phân tích quốc tế đã phải thừa nhận rằng ván cờ 4D mà ông Putin đang đi đã khiến các nước phương Tây phải bó tay hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt chống lại nga của các nước phương tây đã thất bại một cách nghịch lý trong việc đè bẹp nền kinh tế nga và ngược lại quốc gia này đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ gần như chưa từng có trong lịch sử hậu xô viết học giả người anh rudney atkinson bình luận với sputnik rằng những kết quả mà người nga đang trưng ra thế giới đã đè bẹp những âm mưu của phương tây sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga vượt xa các nền kinh tế phương Tây là ngoạn mục và nó cho thấy 15.000 lệnh trừng phạt do phương Tây áp dụng đã tác động ngược lại họ, ông Askinson nhận định. Vị chuyên gia cho rằng phương Tây đang thua 4 cuộc chiến trong một ván cờ với Nga về kinh tế, thương mại và nợ, tài chính, phi đô la hóa và hệ thống thanh toán quốc tế, quân sự trên tiền tuyến ở Ukraine và so sánh các hệ thống vũ khí và về mặt địa chính trị với tổn thất lớn về ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ông nhận định thái độ thù địch mà phương Tây dùng để phản ứng trước sự biến đổi của một trật tự thế giới đơn cực thành một trật tự thế giới đa cực chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn do chính giới tinh hoa chính sách ích kỷ và thiện cận của họ. Ngay cả trước khi sự mở rộng sang Nga và cuộc chiến Maidan vào năm 2014, thì tham vọng đế quốc của châu Âu và sự xâm lược của tân bảo thủ của Mỹ đã không được ưa chuộng. Giờ đây, phía Nam bán cầu gồm các nước châu Phi, phía Nam châu Á và Mỹ Latin đã chứng kiến sự trỗi dậy. BRICS đã đưa ra các giải pháp thay thế cho những tồn tại lâu đời ở phương Tây, trong khi Mỹ lại rơi vào cảnh nợ nần kỷ lục và sự yếu kém về công nghiệp, phương Tây rất khó lấy lại được ảnh hưởng của mình. Bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết về địa chính trị, các chính sách vô trách nhiệm về tài chính và khả năng lãnh đạo yếu kém, Mỹ và các đồng minh thậm chí có thể không tồn tại được với tư cách là một trong những cực của thế giới đa cực. Chuyên gia Atkinson bình luận: những nỗ lực của phương Tây trong việc áp đặt trừng phạt một quốc gia dồi dào về tài nguyên lương thực, khoáng sản và năng lượng đã cho thấy chính sách tồi tệ của họ. Thay vào đó, Nga lại là tấm gương để các quốc gia khác noi theo, đặc biệt là quốc gia ở Nam Bán Cầu có thể lựa chọn những hệ thống tiền tệ, tài chính được xây dựng từ khối BRICS. Sự thay thế nhập khẩu của Nga, việc các công ty phương Tây không muốn rời khỏi Nga, 1.600 công ty quốc tế đã rời Nga kể từ năm 2022, nhưng vẫn còn hơn 2.100 công ty ở lại việc thay thế các loại tiền tệ quốc gia cho thương mại đồng rupee, nhân dân tệ rup đã chứng minh điều này. Sự tiên tiến về công nghiệp Nga đã đánh bại thành quả phương Tây. Giáo sư Alexei Habi nhà phân tích chính trị và nhà nghiên cứu cấp cao tại trường kinh tế thuộc Đại học Johannesburg, Nam Phi, cũng có chung nhận định như vậy. Ông cho rằng thế giới đang trên con đường đa cực không thể đảo ngược và không có nỗ lực nào của phương Tây kể cả các biện pháp bạo lực có thể đảo ngược xu hướng này. Ông Habija Ramzy nói các nước phương Tây từ lâu đã dựa vào tiến bộ công nghệ và ưu thế sử dụng bạo lực để áp đặt sự thống trị của mình lên các quốc gia khác. Với sự bắt kịp đáng kể về công nghệ kể từ nửa sau thế kỷ 20, nhưng trên hết với sự tinh vi về công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, các nước phương Tây không còn có thể áp đặt sự thống trị của mình mà không gặp thách thức. Theo nhà phân tích, trật tự thế giới mới đa cực đang được Nga và các nước BRICS khác xây dựng bằng cách cung cấp các quyền lực kinh tế và ngoại giao thay thế chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho các nước từ nam bán cầu và giảm bớt áp lực của bá quyền hiện tại. Phương Tây mắc bẫy chính mình. John Gong, giáo sư kinh tế tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế của Bắc Kinh cho rằng, châu Âu và các đồng minh của họ thực sự phải nhận ra rằng chính họ phải chịu trách nhiệm về sự suy giảm quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu của mình. Tôi nghĩ việc sử dụng đồng Rupee cũng như đồng tiền riêng của Trung Quốc, đồng Nhân dân tệ trong thương mại giữa Trung Quốc và Nga thực ra là do Washington tạo ra. Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga, mối đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với các bên Trung Quốc đang tạo ra hệ thống thanh toán và giải quyết thương mại thay thế này. Tôi nghĩ đây cũng là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trong toàn bộ lĩnh vực thanh toán thương mại toàn cầu. Thế giới của đồng đô la đang bắt đầu suy yếu mặc dù mới chỉ dần dần, tiến sĩ Gong nói. Theo nhà quan sát, có một số lựa chọn sắp xuất hiện. Từ việc sử dụng đồng nội tệ, các cuộc thảo luận về loại tiền thay thế dựa trên BRICS và các loại tiền tệ kỹ thuật số có chủ quyền, Ông Gông nhấn mạnh việc Nga chuyển hướng từ phương Tây sang phía Đông như ông Putin nhấn mạnh sẽ mở ra những cơ hội lớn cho Trung Quốc và các cường quốc đang lên khác. Đồng thời, vị chuyên gia tin rằng tuyến vận chuyển Bắc cực mang tên tuyến đường phương Bắc sẽ mang lại một phương tiện khả thi và kinh tế trong phần lớn thời gian của thế kỷ này. Tổng thống Biden tiết lộ cấm địa với vũ khí Mỹ dù cho phép Ukraine dùng để tấn công trong lãnh thổ Nga phát ngôn được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi ông Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của mình bị đe dọa. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng vũ khí của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công thủ đô Moscow hoặc Điện Kremlin trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo David Moore của ABC News tại Nghĩa trang lính Mỹ ở Normandy nhân dịp kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ đi đây trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhà báo Mùa đã hỏi ông Biden liệu vũ khí do Mỹ sản xuất đã được dùng ở Nga kể từ khi ông đồng ý cho phép sử dụng chúng với giới hạn là các khu vực gần vùng Kharkov hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga hay chưa. Tổng thống Mỹ đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp nhưng ông khẳng định vũ khí Mỹ sẽ không được phép sử dụng để nhắm mục tiêu vào thủ đô hoặc trung tâm chính quyền của Nga. Chúng, vũ khí Mỹ được phép sử dụng gần biên giới khi chúng được sử dụng từ phía bên kia biên giới để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Ông Biden nói với Mùa. Chúng tôi không cho phép thực hiện các cuộc tấn công sâu vào Nga 200 dặm và chúng tôi không cho phép tấn công Moscow, tấn công điện Kremlin. Quyết định cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga của ông Biden đã được truyền thông phương Tây đưa tin hồi tuần trước và sau đó được ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken công khai xác nhận. Quyết định này được ông Biden đưa ra vào thời điểm Nga tấn công dồn dập vào khu vực biên giới Kharkov và khiến quân đội Kiev bị mất ưu thế, làm nảy sinh mối quan ngại về khả năng Moscow giành được quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Nhà báo mùa cũng đề cập tới phát ngôn mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc cung cấp vũ khí chính xác cao cho Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga là động thái tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Mùa hỏi ông Biden rằng điều đó có làm ông lo ngại không? Và nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời, tôi biết ông ấy đã hơn 40 năm, ông ấy khiến tôi lo lắng suốt 40 năm. Chúng tôi không hề nói là cung cấp cho họ Ukraine vũ khí để tấn công Moscow, để tấn công điện Kremlin, mà chỉ là qua biên giới khi họ phải hứng chịu các đợt oanh tạc mạnh mẽ từ vũ khí thông thường mà người Nga sử dụng, ông Biden nhấn mạnh. Ngày 5 tháng 6, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và các thành viên khác của NATO vì cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, loại vũ khí có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ông putin cho rằng động thái này đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong xung đột và có thể phản tác dụng đối với phương tây ông putin cảnh báo rằng moscow có thể chọn một phản ứng không cân xứng và đưa các loại vũ khí tương tự từ những khu vực khác của thế giới để sử dụng trong hoạt động tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm của những nước hiện đang hỗ trợ ukraine nhà lãnh đạo nga cũng tái khẳng định rằng moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của mình bị đe dọa theo RT, Nga cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công điện Kremlin hồi tháng 5 vừa qua. Các quan chức Nga tuyên bố rằng hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị vô hiệu hóa ngay giữa trung tâm Moscow. Họ còn diễn giải cuộc tấn công bất thành này là âm mưu ám sát nhằm vào ông Putin. Nga phá hủy kho vũ khí nước ngoài ở Ukraine Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này tấn công địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị do quân đoàn nước ngoài sử dụng để chiến đấu ở Ukraine bằng máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh, lực lượng vũ trang liên bang nga đã phá hủy các kho vũ khí và thiết bị quân sự của nhóm tác chiến. Chiến lược Hotisa của lực lượng vũ trang ukraine và các máy bay chiến đấu của quân đoàn nước ngoài tại đây, bộ quốc phòng nga thông tin. Các mục tiêu tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung quân nhân và thiết bị quân sự trên 118 khu vực. Trong ngày, hệ thống phòng không của Nga phá hủy được 55 máy bay không người lái của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga triển khai hoạt động một cách thận trọng và tránh các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư cũng như cơ sở hạ tầng xã hội. Trước đó, ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng cảnh báo bất kỳ quân nhân nước ngoài nào được cử tới Ukraine cũng sẽ là mục tiêu chính đáng trong các cuộc tấn công của Nga cho dù họ đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Bình luận của ông Peskov được cho là ám chỉ kế hoạch của Pháp gửi quân nhân huấn luyện đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng các thành viên NATO đưa quân tới Ukraine. Thực tế là bất kỳ quân nhân huấn luyện nào tham gia huấn luyện cho binh sĩ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng, ông Peskov nói với các phóng viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy các quân nhân huấn luyện người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine. Ông Lavrov cảnh báo, dù là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay lính đánh thuê, họ đều là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang Nga tuần trước tổng thống nga vladimir putin cũng cho rằng các quân nhân huấn luyện của phương tây từ lâu đã có mặt ở ukraine theo reuters pháp đã tìm cách thành lập và lãnh đạo liên minh gồm các quốc gia cung cấp quân nhân huấn luyện cho kiev theo kế hoạch ban đầu paris sẽ cử một số lượng nhân sự hạn chế để đánh giá tính khả thi trước khi cử hàng trăm người hướng dẫn tới ukraine khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc giả phá bom mìn và bảo trì các thiết bị do phương tây sản xuất bao gồm cả máy bay chiến đấu Paris cũng sẽ tài trợ, trang bị và huấn luyện cho một lữ đoàn cơ giới của Ukraine. Mỹ triển khai hai biện pháp để chặn bước tiến của Nga ở Ukraine. Quyết định mới này của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Để chặn những bước tiến của Nga ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành hai biện pháp cứng rắn mới, trừng phạt các công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp công nghệ quan trọng cho Moscow và dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm ngắn của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Washington Post mới đây, đầu tháng năm vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông với cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga. Theo Reuters, 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông nằm trong danh sách trừng phạt trên. Đây là một trong những hành động có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chống lại các công ty Trung Quốc cho đến nay khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Động thái này diễn ra sau nhiều cảnh báo liên tục từ các quan chức hàng đầu của Mỹ. Họ nói rằng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải ngăn chặn việc cung cấp các mặt hàng công dụng kép dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho Nga, mà có thể được dùng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi né lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp, quân sự cũng như các chương trình vũ khí sinh học, hóa học của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào những bên tham gia cung cấp vật liệu cho Nga để sử dụng trong chất nổ về quyết định của tổng thống biden cho phép ukraina sử dụng vũ khí mỹ có hạn chế để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ nga quan chức mỹ lo ngại rằng nga đang tập trung quân và thiết bị ngay kia biên giới trong lãnh thổ nga để tấn công cốp và các thành phố khác ở miền đông ukraina vì vậy pháo binh và tên lửa tầm ngắn của mỹ có thể tấn công các mục tiêu này mà không đe dọa tấn công sâu vào nga Trước đó, Mỹ đã hạn chế sử dụng chúng ở bên trong Ukraine, vì vậy chúng không thể tấn công các trung tâm hậu cần và hoạt động điều phối quân lớn của Nga ngay bên kia biên giới. Theo Washington Post, Ukraine cho rằng sự thay đổi này sẽ làm tranh lệch hướng tấn công của Nga ở khu vực Kharkov và thậm chí có thể lật ngược tình thế cuộc chiến. Trong khi đó, phía Nga cho rằng đây là một sự leo thang lớn và đe dọa sẽ tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của phương Tây ở Ukraine nguồn tin trên lưu ý quyết định mới này của mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn mà không đưa ra giải pháp nào để kết thúc cuộc chiến ở ukraine vòng xoáy trên các cuộc tấn công không ngừng của nga và sự hỗ trợ quân sự ngày càng tăng của phương tây dành cho ukraine đã leo thang trong gần hai năm rưỡi qua nếu không có quá trình thương lượng nó có thể tiếp tục trong nhiều năm tới và một thời điểm nào đó bên này hay bên kia cuối cùng có thể vượt qua ranh giới đỏ thực sự Điều này có thể dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp mà chính quyền Biden đang cố gắng tránh. Cùng với đó, Ukraine sẽ tiếp tục chịu thiệt hại và cái giá phải trả với phương Tây từ cuộc xung đột này sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, cần phải có một cách tốt hơn để quản lý cuộc khủng hoảng này, tờ Washington Post kết luận. Ukraine đề nghị NATO tấn công tên lửa vào UAV Nga Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây của mình đưa ra phản ứng cứng rắn hơn đối với Nga, đó là chủ động tấn công tên lửa và máy bay không người lái. Các nước phương Tây nên ngay lập tức sử dụng hệ thống phòng không của mình để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước sự tấn công của tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tuyên bố trên được đưa ra bởi đại sứ Ukraine tại Berlin, ông Alexei Makiv, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ quân sự kịp thời. Nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi Đức và các nước châu Âu khác cần nhanh chóng sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ miền Tây Ukraine. Đại sứ Makip một lần nữa nói rằng, việc các nước không liên quan đến cuộc xung đột đánh chặn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Makip nói rằng, luật pháp quốc tế cho phép những hành động như vậy, phương Tây sẽ không bị coi là liên quan đến cuộc xung đột. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông đã tham khảo Hiến trương Liên Hợp Quốc. Quy tắc duy nhất còn hiệu lực và được ghi trong Hiến trương Liên Hợp Quốc một quốc gia bị tấn công có thể tự vệ, trong khi các nước khác có quyền rất rõ ràng để giúp đỡ quốc gia nói trên. Sự hỗ trợ này không có danh giới, ngoại lệ duy nhất chỉ là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà thôi, đại sứ Magib nói rõ. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng, việc sử dụng các hệ thống phòng không từ lãnh thổ các nước phương Tây sẽ không cấu thành việc tham gia vào cuộc xung đột mà chỉ nhằm bảo vệ Ukraine. Ông Magib dẫn ví dụ về việc Mỹ bắn hạ nhiều tên lửa Iran tiến về lãnh thổ Israel mặc dù Washington không chính thức tham gia cuộc chiến giữa Tel Aviv và Tehran. Các chuyên gia tin rằng sẽ là bước đi tiếp theo của phương Tây chống lại Nga, tình hình sẽ phát triển dần dần. Đầu tiên, họ sẽ lên kế hoạch bao phủ phần phía Tây của Ukraine và sau đó phạm vi tác chiến sẽ mở rộng. Phương Tây hiện không thấy phản ứng mạnh mẽ của Moscow trước việc vượt qua các làn danh đỏ đã được Điện Kremlin thiết lập, bao gồm cả những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO. Nhiều nhà phân tích quân sự và chính trị tại phương Tây tin rằng phản ứng của Nga trước những hành động như vậy sẽ mang tính quyết định đến các bước đi sau đó. Nếu Moscow không thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ, phương Tây có thể tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Ukraine. Điều này sẽ dẫn đến xung đột leo thang thậm chí còn lớn hơn trước. Tổng thống Pháp lên án tâm lý đầu hàng trong chiến sự Ukraine Tổng thống Macron chỉ trích những người theo chủ nghĩa hòa bình và tâm lý chưa đánh đã hàng đang xuất hiện trên chính trường về vấn đề Ukraine. Chúng tôi biết rõ nhóm người theo chủ nghĩa hòa bình này, họ là những người chưa đánh đã hàng. Đây là tâm lý chiến bài, và chúng ta không như thế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7 tháng 6 phát biểu tại Paris trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giới quan sát nhận định, thông điệp của ông Macron dường như nhắm vào phe cực hữu đối lập tại Pháp trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6. Phe cực hữu Pháp và châu Âu thời gian qua thường kêu gọi ngừng viện trợ quân sự và tránh can thiệp vào Ukraine với hy vọng sớm kết thúc cuộc chiến và không để châu Âu bị kéo vào xung đột trực diện với Nga tuy nhiên tổng thống macron cho rằng hòa bình tại ukraine sẽ không thể được tái lập nếu phe bị tấn công chấp nhận đầu hàng ông nói chính phủ pháp ủng hộ hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhưng cần công nhận quyền kháng cự chính đáng của một dân tộc khi họ bị tấn công đó mới là hòa bình thực chất chúng ta cần gây áp lực lên nga ông macron nói tổng thống pháp tuyên bố quá trình thành lập liên minh huấn luyện viên quân sự cho ukraine sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện trong vài ngày tới khẳng định pháp đang nỗ lực tập hợp ở quy mô lớn nhất để đáp ứng nhu cầu của ukraine chúng tôi muốn tạo liên minh trong vấn đề này đã có một số đối tác đồng thuận chúng tôi không đơn độc ông macron nói đồng thời khẳng định Paris không lo sợ sau khi Nga đe dọa nhắm mục tiêu quân nhân Pháp ở Ukraine. Pháp là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 2022. Tổng thống Pháp đã nhiều lần tuyên bố ý định cử lực lượng sang Ukraine để hỗ trợ huấn luyện quân đội. Ngoài ra còn đề cập đến khả năng đưa quân tiếp viện đến Nga, xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và đe dọa Kiev. Ngoài ra còn đề cập khả năng đưa quân tiếp viện nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và đe dọa Kiev. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỳ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ, Đức anh, Ba Lan, Cộng hòa Z và nhiều nước châu Âu tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với Nga. Vào cuối tháng 5, ông Macron cũng vận động Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tập kích căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga. Vài ngày sau, Mỹ và Đức lần lượt tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để đáp trả các đoàn tấn công vào Kharkov. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ chiến thắng nêu điều kiện đàm phán với Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tin Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, song Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán. Tất cả các cuộc đàm phán đều dựa trên thất bại quân sự hoặc chiến thắng quân sự. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thắng, Tổng thống Putin nói trong phiên hỏi đáp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm ngày 7 tháng 6. Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán nhưng nước này cần có sự tin tưởng vào phía Ukraine và Moscow cần được đưa ra những điều kiện có lợi cho mình. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình không thể dựa trên những ảo tưởng. Tổng thống Putin một lần nữa nói rằng chính quyền hiện tại ở Ukraine đã mất tính hợp pháp và Nga không thể đàm phán với một chính quyền như vậy. Theo ông Putin, ông Volodymyr Zelensky không thể được coi là tổng thống Ukraine vì nhiệm kỳ của ông đã hết hạn hợp pháp vào tháng trước hiến pháp ukraine quy định rõ ràng về việc mở rộng quyền hạn của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp nhưng không nói gì về nhiệm kỳ của tổng thống do đó tuyên bố nắm quyền của ông zelensky là bất hợp pháp Điều 3 của Hiến pháp Ukraine nói rằng tổng thống chỉ được bầu trong 5 năm. Điều 83 của Hiến pháp Ukraine cho biết, theo thiết quân luật, quyền lực của Vekonandrada, quốc hội, có thể được gia hạn. Nhưng không có ai nói về việc mở rộng quyền lực của tổng thống, ông Putin lưu ý. Ngoài ra, ông Putin còn cho biết Ukraine đã có luật về thiết quân luật. Do thiết quân luật, cuộc bầu cử tổng thống sẽ không được tổ chức, nhưng điều đó không có nghĩa là quyền lực của tổng thống được kéo dài, ông Putin nhấn mạnh. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân lực như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 2022. Kể từ đó đến nay, quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Chính quyền Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Moscow vẫn để ngỏ đàm phán với Ukraine, song Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Do vậy, để nối lại hòa đàm, Kiev trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh đó và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugan, Donetsk và bán đảo Crimea sát nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiếp tục coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm. Trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế. Kiev đang ảo ạc phản công ở Kharkov dồn dập tin mới. Nga đang tấn công Zolotareka ở Savaki. Kênh Tobi tối ngày 8 tháng 6 đưa tin, phía tây Zolotareka theo hướng Savaki, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công. Một phần tuyến phòng thủ lớn của Ukraine bị chuyển sang vùng xám. Lực lượng Moscow đang nỗ lực loại bỏ đối phương trong khu vực. Nga cảnh báo có mối đe dọa của tên lửa ở Belarus. Ria Novotis lúc 17 giờ 09 theo giờ Moscow, tức 21 giờ 09 theo giờ Việt Nam đưa tin, thống đốc khu vực Vachela Glakot cho biết mối đe dọa tên lửa đã được ban bố ở Begoros và khu vực Begoros. Thành phố Begoros và vùng Begoros có một mối nguy hiểm về tên lửa. Hãy đi xuống tầng hầm, hãy ở đó cho đến khi bạn nhận được tín hiệu báo yên, ông Glakot viết trong cảnh báo trên Telegram của mình. Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực Kana. Kênh Riba tổng hợp diễn biến chiến sự tại Chasotya trên hướng Badmuth. Tình hình tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 20 giờ theo giờ Việt Nam. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực Kana, giành quyền kiểm soát dãy nhà từ phố Gopatova đến phố Orbasosa ở phía nam khu vực nhà máy sửa chữa Chasotya. Trong đoạn phim xuất hiện trực tuyến, cờ Nga đã được dựng lên trên mái của một tòa nhà 5 tầng trên phố Zelania số 4. Bên cạnh đó, một thành trì lớn của Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Các video khác cho thấy hoạt động của quân đội Nga tấn công trong một tòa nhà công nghiệp ở phía đối diện phố Sova và một cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV Nga vào một xe bọc thép Rosel Senator của Canada thuộc lực lượng Kiev. Chiếc xe bị hư hỏng đã bị kẹt trong một cái hố và bị bỏ lại. Ngoài ra, lính dù Nga đã củng cố vị trí tại hợp tác xã Gara ở phía nam khu phố và đang dọn sạch các tòa nhà dân cư gần đó. Trong cuộc tấn công, các thành viên của đơn vị Ukraine đã bị bắt. Một số người trong số họ đã gửi lời nhắn đến các đồng đội của họ từ tiểu đoàn 32 thuộc lữ đoàn cơ giới 41 và đơn vị đặc nhiệm Kraken. Theo dữ liệu mới nhất, Ukraine đang rút một số đơn vị về phía tây của khu phố, nơi bị ngăn cách với trung tâm của thành phố bởi lòng kênh Sevaki Donetsk Donbass đã khô cạn. Trong khi đó, lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công từ phía bắc tại làng Kalinoka, nơi chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODSSA nằm trong biên chế của lữ đoàn Mugura 47 và chưa từng được phát hiện ở bất kỳ nơi nào khác ngoài khu vực Adika trước đó đã bị phá hủy. Điều này có thể gián tiếp trị ra việc Kiev tái triển khai lữ đoàn này đến khu vực Chasadja để tăng cường phòng thủ. Một lữ đoàn Ukraine cầm chân ba lữ đoàn Nga trên mặt trận Prop Lục quân Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 đang cầm chân ít nhất 3 lữ đoàn chiến đấu của Nga trên mặt trận Porov. Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga không giảm tốc độ các hoạt động tấn công và mặt trận Porov là tâm điểm của cuộc giao tranh. Tại đây, đối phương đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ của chúng ta. Các chiến sĩ của lữ đoàn cơ giới số 47 đang cầm chân ít nhất 3 lữ đoàn chiến đấu của Nga, lục quân Ukraine cho biết. Với nguồn nhân lực dồi dào, quân đội Nga nhanh chóng bù đắp những tổn thất của mình và tung lực lượng mới ra trận giao tranh không ngừng một phút nào. Lãnh đạo NATO từ bỏ ý định tạo quỹ viện trợ cho Ukraine. Bloomberg đưa tin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự kéo dài 5 năm cho Ukraine với số tiền 100 triệu euro sau khi vấp phải sự phản đối của các thành viên liên minh. Theo hãng tin này, một đề xuất mới có thể nhận được sự ủng hộ từ các bộ trưởng quốc phòng NATO khi họ họp tại Brussels vào tuần tới sẽ yêu cầu các đồng minh chi tổng cộng ít nhất 40 tỷ euro mỗi năm cho viện trợ sát thương và không sát thương cho Ukraine. Các nguồn tin giấu tên cho biết, con số này phù hợp với mức đóng góp trung bình hàng năm kể từ xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Trước đó, vào ngày 30 tháng 4, ông Stoltenberg đã gửi đề xuất chính thức tới các quốc gia thành viên của Liên minh để huy động 100 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong 5 năm tới và đưa số tiền này vào một quỹ đặc biệt. Tuy nhiên, các đồng minh đã đặt câu hỏi về tính khả thi của đề xuất. Nga nhiều lần chỉ ra rằng viện trợ của phương Tây sẽ chỉ kéo dài xung đột Ukraine mà không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Nga bắn hàng loạt máy bay không người lái Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy và đánh chặn 25 máy bay không người lái chỉ trong một đêm ở các khu vực Krum, krasnodar Tula và Astrakhan. Cụ thể, hai máy bay không người lái bị phá hủy trên vùng Rostov một chiếc bị phá hủy và hai chiếc bị đánh chặn trên vùng Bengorod, một chiếc bị phá hủy trên vùng Brian, một chiếc bị phá hủy trên vùng Tula, ba chiếc bị phá hủy trên vùng Astrakhan, sáu chiếc bị đánh chặn trên vùng Karasnoda, năm chiếc bị phá hủy và bốn chiếc bị đánh chặn trên bán đảo Crimea. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã loại bỏ hai xuồng không người lái của Ukraine khi các vũ khí này đang hướng tới Crimea. Trước đó, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Crimea trong đêm 7 tháng 6, dạng sáng ngày 8 tháng 6. Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravocha cho biết, những tiếng nổ lớn gần vịnh Strzelecka là do lực lượng Nga phá hủy xuống không người lái. Ukraine bắn hạ máy bay không người lái, tên lửa Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 9 máy bay không người lái của Nga và một tên lửa dẫn đường KH-59. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechak cho biết, quân đội Nga đã phóng tên lửa dẫn đường KH-59 từ Kursk và triển khai 13 máy bay không người lái tấn công. Nhờ lực lượng phòng thủ Ukraine, các máy bay không người lái và tên lửa Kh-59 đã bị bắn rơi ở tỉnh Kharkov, Zaporizhia, Potava và Dnipropetrovsk. Vùng Bắc Osetia Nga lần đầu tiên bị bắn mục tiêu bằng máy bay không người lái. Hãng thông tấn Prada cho biết, khu vực Bắc Osetia của Nga đã lần đầu tiên bị tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng ngày 8 tháng 6. Quan chức địa phương xác nhận lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 máy bay không người lái ở thị trấn Modo. Báo cáo ban đầu từ chính quyền cho thấy các máy bay không người lái từ phía Ukraine và nhắm vào căn cứ không quân. Các máy bay MiG-31K và Tu của Nga được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine thường cất cánh từ căn cứ không quân Modo. Bắc Ossetia nằm cách khu vực chiến sự khá xa, cách vùng Zaporizhia khoảng 900 km. Tổng thống Pháp muốn thành lập liên minh huấn luyện viên quân sự ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về khả năng thành lập một liên minh các huấn luyện viên quân sự ở Ukraine để chuẩn bị cho các binh sĩ nước này trong chiến dịch đối phó với Nga. Chúng tôi muốn có một liên minh để hoạt động hiệu quả và một số đối tác của chúng tôi đã đưa ra thỏa thuận, ông Macron nói với các phóng viên hôm 7 tháng 6 tại Paris. Chúng tôi sẽ tận dụng những ngày sắp tới để hoàn thiện liên minh lớn nhất có thể đáp ứng yêu cầu của Ukraine. Tổng thống Macron không nêu tên những quốc gia đã cam kết gửi huấn luyện viên tới Ukraine Ông lập luận rằng, việc cử các chuyên gia đến thực hiện công việc đào tạo ở Ukraine sẽ không gây ra phản ứng từ phía Nga. Ông Macron nói, chúng tôi không có xung đột với Nga, chúng tôi không muốn leo thang, nhưng chúng tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Ukraine kháng cự. Ông Macron đưa ra bình luận này sau khi đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Pháp. Ông tuyên bố hôm thứ Năm rằng Pháp sẽ gửi máy bay chiến đấu Mirage 2000 tới Kiev và đào tạo phi công Ukraine. Lực lượng Pháp đã huấn luyện khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine ở Pháp và các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác. Litva và Estonia cũng đã công khai gợi ý rằng họ sẵn sàng triển khai các huấn luyện viên ở Ukraine. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nhân viên quân sự nước ngoài nào ở Ukraine cũng sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những tuyên bố khuyến khích của ông Macron đã làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine bẫy tử thần có thể giúp Ukraine ngăn đà tiến dồn dập của Nga. Giới chuyên gia nhận xét, hàng nghìn quả mìn giải từ xa do phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể tạo ra những cái bẫy chết người ngăn lực lượng Nga tiến về phía trước. Trong khi máy bay không người lái, tác chiến điện tử và pháo binh đóng những vai trò quan trọng trong suốt cuộc chiến Nga-Ukraine, một loại vũ khí cũng quan trọng không kém trong việc hỗ trợ phòng thủ, ngăn đà tiến đối phương, đó là mìn. Khi đạn dược do phương Tây cung cấp bắt đầu đến tiền tuyến Ukraine, 10.000 đại pháo chứa mìn chống thiết giáp từ xa nằm trong gói viện trợ gần đây của Mỹ có thể giúp Kiev gia tăng năng lực, tạo ra bẫy tử thần với xe tăng Nga, làm chậm đà tiến nhanh chóng của Moscow thời gian qua. Hệ thống mìn chống giáp từ xa do Mỹ viện trợ, bản chất là đạn pháo 155mm, chứa 9 quả mìn chống tăng M718 hoặc M741. Khi quả đạn pháo bắn trên một khu vực trống, những quả mìn nhỏ sẽ bay ra, nằm rải rác trên mặt đất, Điều này có nghĩa là các lực lượng Ukraine có thể đặt mìn từ xa thay vì bằng tay như các loại truyền thống. Phạm vi giải mìn RAM có thể kéo dài từ 4 đến 17 km, cho phép Ukraine nhanh chóng tạo trận địa mìn ít gây rủi ro cho nhân lực. Khi chạm đất, mìn sẽ kích hoạt nhằm vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép bằng cách nhắm vào phần gầm dễ bị tổn thương của chúng. Mìn M718 và M741 được trang bị cảm biến từ tính, có thể phát nổ khi xe bọc thép tiến lại gần mà không cần phải cán lên mìn. Loại mìn này có khả năng tự nổ, mìn M718 tự nổ sau khoảng 4 giờ, trong khi mìn M741 có thể tự nổ sau 48 giờ. Cơ chế tự kích nổ này có một số mục đích. Đầu tiên, nó giảm thiểu rủi ro gây ra mối đe dọa kéo dài nếu mìn bị bắn vào sai khu vực. Mìn đặt từ xa thường kém chính xác hơn so với mìn đặt bằng tay. Thứ hai, nó cho phép các đơn vị quân đội chuyển đổi nhanh chóng từ phòng thủ sang tấn công. Sau khi các quả mìn tự phát nổ, lực lượng phòng thủ có thể nhanh chóng tiến công mà không gặp phải nguy cơ bị cán vào mìn do quân mình đặt. Lợi ích kép này giúp tăng cường cả sự an toàn và tính linh hoạt trong hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine, Forbes nhận định. Mỗi quả mìn nhỏ có thể phát nổ trong khoảng phạm vi 200 mét vuông, nên một quả đạn ram có thể bao phủ diện tích 1.800 mét vuông nếu một bãi mìn sâu 100 m 55 quả đạn ram có thể tạo ra một bãi mìn dài 1 km. Theo Forbes, RAM sẽ tạo ra một tác động trực tiếp lên chiến trường khi Ukraine được bàn giao. Trước đó, Ukraine từng nhận 40.000 quả RAM để sử dụng trong hai năm chiến sự. RAM đặc biệt hữu ích cho các cuộc phản công vì chúng cho phép quân đội Ukraine nhanh chóng thiết lập các vành đai chướng ngại vật tạm thời để đảm bảo các khu vực tái kiểm soát. Ngoài ra, với việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, Kiev có thể nhanh chóng thiết lập các bãi mìn RAM để gián đoạn kế hoạch của Nga. Bằng cách đó, họ có thể buộc các lực lượng Nga phải đi theo những tuyến đường, khiến Moscow dễ bị pháo binh Ukraine tấn công hơn. Ukraine thắt thòng lọng, gửi cảnh báo đáng sợ tới Nga, bơm của Kiev sẽ nổ định kỳ ở Crimea. Ukraine gây khó trong hoạt động hậu cần của Nga. Tờ Politico Mỹ cho biết, thông qua chiến dịch tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, đường sắt và đường thủy của Moscow, Ukraine đang ngày càng gây khó khăn cho Nga trong nỗ lực quản lý bán đảo Crimea, được sắp nhập vào Liên bang Nga từ năm 2014. Một trong số cuộc tấn công đáng chú ý của Ukraine diễn ra hôm 25 tháng 5 trong chiến dịch chung của hải quân và lực lượng trên bộ Ukraine nhằm vào một bến phà và kho dầu tại cảng Kafkaz, nằm ở phía eo biển Kerch của Nga, phân tách Crimea và Nga, Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết. Trước cuộc tấn công chỉ vài giờ, Kiev đã tập kích phía room của bến phà làm hư hại hai chiếc phà đường sắt Avangura và Konro Trader, đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cung cấp hàng hóa của Nga cho room Cầu eo biển Kết đã hư hại đáng kể sau loạt các cuộc tấn công của Ukraine trong năm 2022 và 2023, khiến nó hiện không thể tiếp nhận lưu lượng tàu lớn. Điều này có nghĩa là Nga không thể sử dụng cầu Kết cho hoạt động hậu cần quân sự như vận chuyển xe bọc thép hạng nặng người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk nói với Politico. Tình thế này buộc Nga phải dựa vào các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên qua khu vực Ukraine mà Nga đang giành kiểm soát, vô hình chung khiến tàu hỏa và xe tải của Nga dễ rơi vào phạm vi tấn công của Kiev. Xét tới thực tế là tuyến đường sắt mà Nga đang xây dựng xuyên qua các vùng lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine vẫn chưa hoàn thành. Hoạt động hậu cần của Nga chủ yếu dựa vào những vài dân sự, ông Pletenchuk nói. Ông này cho biết thêm, hoạt động hậu cần trên biển của Moscow đã ngừng hoạt động từ lâu sau khi Ukraine phá hủy 4 và làm hư hại 5 tàu đổ bộ. Ukraine cảnh báo Nga về Crimea Bên cạnh việc nhắm mục tiêu vào công tác hậu cần của Nga, Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái trên biển và tên lửa ven biển để tiêu diệt và làm hư hại ít nhất 27 tàu chiến, một tàu ngầm của Moscow. Kiev cũng tấn công các sân bay và căn cứ hải quân của Nga, buộc Nga phải di chuyển hạm đội của mình về phía đông, dọc theo bờ biển đen tới cảng Novorossiysk. Hệ thống phòng không của bán đảo cũng đã bị suy giảm với các cuộc tấn công liên tục của Kiev. Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk nói, chừng nào Nga còn ở Crimea, chừng đó còn những thứ của Ukraine phát nổ định kỳ ở đây. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái từ sản xuất và tên lửa tầm xa Neptune để tấn công thành phố Rasnoda hôm 25 tháng 5. Tham mưu Ukraine cho biết Kiev cũng đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công vào phía eo biển Crimea. Điều này phù hợp với các quy định của Washington đối với Ukraine nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trên lãnh thổ Nga cho đến khu vực phía bắc thành phố Kharkov. Quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không hiện đại và hiệu quả của Nga một lần nữa lại tỏ ra bất lực trước tên lửa và hệ thống phòng không của chúng tôi. Đồng thời, họ cũng không bảo vệ được các cơ sở quan trọng được sử dụng cho hoạt động hậu cần. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho hay, Moscow đã bắn hạ 5 tên lửa chống hạm neptun và 29 máy bay không người lái trên khu vực Krasnodar, nói rằng họ đã ngăn chặn được một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine. Veniamin Konradzhev, thống đốc khu vực Rasnoda của Nga, cho biết tất cả các máy bay không người lái của Ukraine đã bị trấn áp và không có thiệt hại về người nào, được báo cáo ngoài thiệt hại ở nhà máy lọc dầu. Tình hình ở quần Temriut nghiêm trọng hơn, ba bồn chứa dầu bị hư hỏng và bốc cháy. Vụ cháy đã được xếp vào loại có độ phức tạp cao. Thật không may, có những nạn nhân trong số các nhân viên của cơ sở dầu mỏ và họ đang được điều trị y tế. Những nhân viên còn lại đã được sơ tán, thống đốc Konradzhev nói trong một tuyên bố. Đô đốc Nga lo ngại tên lửa Tomahawk có thể xuất hiện tại đảo Bonhom. Nếu xuất hiện trên đảo Bonhom, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có đủ khả năng thực hiện cuộc tấn công tiềm tàng vào căn cứ hạm đội Baltic, Nga. Quân đội Nga nhận thấy mối đe dọa tiềm tàng về cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ của hạm đội Baltic và hạm đội phương Bắc từ đảo Bonhom của Đan Mạch trên biển Baltic. Điều này đã được Phó Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Kasatonov nêu trong bài viết đăng trên tạp chí Tư tưởng quân sự của Bộ Quốc phòng. Ông Kasatonov kể lại rằng mùa thu năm ngoái, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa di động tầm trung tài phun trên bán đảo Bornholm. Hệ thống này có thể tấn công các mục tiêu hải quân trong bán kính lên tới 400 km. Tổ hợp vũ khí nói trên sử dụng tên lửa phòng không có điều khiển tầm xa Standard 6 SM-6 của hệ thống phòng không Aegis bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo để tấn công cả mục tiêu mặt nước. Sự hiện diện của tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.400 km trong tổ hợp Typhoon để tạo ra mối đe dọa, hủy diệt lực lượng hải quân và cơ sở vật chất tại các căn cứ quân sự của Nga. Có tính đến việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, mối đe dọa như vậy đối với hạm đội phương Bắc và đặc biệt là hạm đội Baltic sẽ gia tăng mạnh mẽ, đô đốc Karsatov lưu ý. Mặc dù Mỹ chưa chính thức công bố việc triển khai tên lửa Tomahawk tại đảo Bornholm, nhưng các bề phóng của Typhoon đã lần đầu tiên xuất hiện ở châu Âu. Theo trang Defense 24, nếu cần thiết, quân đội Mỹ có thể điều động tên lửa Tomahawk tới đảo Bornholm trong thời gian ngắn. Ấn phẩm này gọi hòn đảo trên là tàu tuần dương tên lửa neo đậu. Trước đó, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung Nga-Mỹ, Hiệp ước INF đã cấm Washington triển khai các hệ phóng tên lửa ở châu Âu, nhưng hiện tại văn bản trên đã bị vô hiệu hóa, tạo điều kiện để Mỹ triển khai các tổ hợp Typhoon. Vũ khí đáng gờm nhất của tổ hợp chính là tên lửa hành trình Tomahawk, tùy thuộc vào thiết kế và sửa đổi, có thể tấn công những mục tiêu cố định ở khoảng cách lên tới 1.500 km, do vậy Typhoon tương ứng với danh mục hệ thống tên lửa tầm trung. Ngoài ra, phạm vi vũ khí của hệ thống còn có tên lửa phòng không SM-3, SM-6 và tên lửa chống ngầm RIM-139 VL Astro. Trong tương lai, Typhoon dự kiến còn được trang bị tên lửa siêu nhanh LRHW do Mỹ phát triển. Khẩu đội tiêu chuẩn của tổ hợp bao gồm các bệ phóng cho 4 tên lửa trên khung gầm xe đầu kéo ba trục, tương tự như hệ thống phòng không Patriot và một đài chỉ huy. Tổ hợp Typhoon trên bộ được xây dựng trên cơ sở các thành phần của hệ thống bệ phóng thẳng đứng đa năng MK-41 được sử dụng rộng rãi trong biên chế Hải quân Mỹ. Quyết định này giúp rút ngắn khung thời gian tạo ra tổ hợp Typhoon và thống nhất phạm vi vũ khí tên lửa cho hạm đội và lực lượng mặt đất. Bước đi trên của Mỹ được xem là hành động thiết thực nhất kể từ khi nước này rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, đồng thời hệ thống vũ khí trên cũng là bước phát triển xa hơn so với những hệ thống Aegis Ashore. Tướng Nga dọa nghiền nát vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine Tướng Nga tuyên bố việc chuyển giao vũ khí của phương Tây sẽ không giúp quân đội Ukraine đảo ngược tình thế ở tiền tuyến. Bất chấp vũ khí gì họ có thể cung cấp cho lực lượng Ukraine, họ cũng không thể đảo ngược tiến trình lịch sử và diễn biến trực tiếp ở tiền tuyến. Chúng tôi sẽ nghiền nát những lực lượng và năng lực mà họ đã triển khai. Tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amat của Chechnya chiến đấu ở Ukraine tuyên bố hơn 5 tháng 6. Ông Alaudinov tuyên bố, Nga sẵn sàng đối phó với tình huống phương Tây cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Nga cho chính quyền Kiev. Đây không phải là điều hoàn toàn không thể đoán trước đối với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó, chỉ huy Nga nhấn mạnh. Trước đó, ông Alaudinov cho biết lực lượng đặc nhiệm AMAD đã được triển khai tới khu vực Kharkov, mặt trận vô cùng quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các cuộc giao tranh khốc liệt đã nổ ra ở Kharkov, phía đông Ukraine trong những tuần gần đây. Ông Alaudinov đã ca ngợi đơn vị APMUT luôn ở tuyến đầu kể từ những ngày đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ ở tuyến thứ hai, chúng tôi chưa bao giờ đứng sau bất kỳ ai. Rất hạnh diện khi chúng tôi được triển khai tới khu vực Kharkov này, chỉ huy lực lượng Amat tuyên bố. Chỉ huy Alaudinov cho biết Amat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Nhiệm vụ chính là rời khỏi khu vực đã đóng quân trước đó và tiến vào các vị trí phải đảm nhận nhiệm vụ, cũng như mở rộng mạng lưới liên lạc. Tất cả những điều này đã được thực hiện. Các đơn vị của chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động tấn công trong khu vực, chỉ huy Amat cho biết. Theo ông, lực lượng đặc nhiệm Amat cũng đã tiếp quản các khu vực mà họ cần kiểm soát để đối phương không thể tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố ở đó. Đặc nhiệm Chechnya, lực lượng gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ, đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Lực lượng Amat được cho là có tới 4.000 thành viên. Tính đến nay, ít nhất 14 quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc. Thụy Điện, Estonia, Đức, Đan Mạch và Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO cũng cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga. Quyết định này đã đánh dấu sự khởi đầu của một bước leo thang mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, gọi quyết định của phương Tây là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột. Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Ông tuyên bố đây không phải là lời hăm dọa hay nói đùa. Ukraine giành lại lãnh thổ ở Kharkov khi hàng chục binh sĩ Nga bị bắt giữ. Một quan chức quân sự cho biết, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga ở tỉnh Kharkov trong bối cảnh có thông tin cho rằng Kiev đã giành lại được một số lãnh thổ trong khu vực bị bao vây. Khoảng 60 binh sĩ Nga đã bị bắt gần thị trấn Vongchansk khi chiến tranh tàn phá, nơi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Nasa Voloshin, phát ngôn viên của nhóm chiến lược hoạt động Khotysia của Ukraine nối với ấn phẩm địa phương Liga.net. Ukraine kiểm soát 70% Vongchansk, nơi có dân số trước chiến tranh là 17.000 người. Các cuộc đụng độ khốc liệt vẫn tiếp diễn sau khi lực lượng của Điện Kremlin phát động cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ một số ngôi làng ở biên giới phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkov cao gấp 8 lần so với Ukraine. Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Julian Roque, một nhà phân tích dữ liệu mở của ấn phẩm Pai, đã chia sẻ đoạn phim trên X trước đây là Twitter, lần đầu tiên được lan truyền trên Telegram, trong đó có chủ đích ghi lại thời điểm quân Nga bị bắt. Roque viết, Lính Nga dường như đã đầu hàng ở Vongchans, nơi này cách nơi mà các nguồn tin Nga cho là tiền tuyến, hiện tại khoảng 600m về phía Bắc, vì vậy Nga dường như đang mất dần vị thế ở đó. Ông viết trong một bài đăng khác rằng quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu vực ở Đông Bắc Vongchans sử dụng quân tiếp viện thông qua phương tiện đặt cầu Baibor do Đức cung cấp. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào trung tâm và hiện cách cây cầu Vocha bị phá hủy khoảng 400m. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm thứ Hai rằng lực lượng của Kiev gần đây đã lấy lại được một số vị trí ở vòng Chans. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 2 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí dọc theo phố Dukhovna ở trung tâm trans Đoạn phim định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 3 tháng 6 cho thấy các lực lượng Nga và Ukraine giao chiến cận chiến dọc theo phố Dukhovna do thấy rằng các lực lượng Ukraine đang phản công để giành lại lãnh thổ Nga kiểm soát các vị trí dọc theo đường phố, ISW cho biết. ISW cho biết thêm, nhà quan sát quân sự Ukraine Kostiantin Masovet lưu ý rằng các lốc gần Nga đang phàn nàn về việc Ukraine gia tăng các cuộc phản công theo hướng ca cấp và cảnh báo rằng các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố trong những ngày tới rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công nghiêm trọng của Ukraine theo hướng này. Nga lần đầu gọi thẳng Mỹ là kẻ thù người phát ngôn điện kremlin của nga đã gọi mỹ là kẻ thù thay vì quốc gia không thân thiện hay đối thủ như trước đây sự thay đổi giọng điều của moscow diễn ra ngay sau khi mỹ cho phép ukraine dùng vũ khí của washington để tấn công hạn chế vào lãnh thổ nga theo đài Russia Today, RT ngày 4 tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã có bình luận về việc Mỹ tịch thu hộ chiếu của ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ, thanh tra viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc, đồng thời là cộng tác viên của RT khi ông này đáp chuyến bay tới tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế ST, BTBUT, SBEF ở Nga đây là biểu hiện mới nhất của chiến dịch điên cuồng nhằm ngăn cản công dân mỹ tương tác với liên bang nga chúng tôi nga hiện là quốc gia kẻ thù của họ mỹ tương tự họ cũng là quốc gia kẻ thù của chúng tôi ông peskov nói dù vậy ông cũng cho rằng những hạn chế đối với cựu sĩ quan tình báo đặc biệt là việc đi lại đến một quốc gia kẻ thù là phổ biến trên toàn thế giới Đài RT lưu ý đây là lần đầu tiên Điện Kremlin gọi Mỹ là kẻ thù. Trước đây, Điện Kremlin dùng những cụm từ như quốc gia không thân thiện hay đối thủ khi đề cập đến Mỹ và các đồng minh phương Tây đã hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó vào tháng 3, ông Peskov nhấn mạnh Nga không thích việc các quan chức Mỹ liên tục xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng nhìn chung ở Nga không có xu hướng cảm xúc tiêu cực với người Mỹ. Ông cũng tin rằng sớm hay muộn thì người dân Mỹ và Nga cũng nhận ra họ không phải là kẻ thù của nhau rt cũng chỉ ra rằng sự thay đổi giọng điệu của điện kremlin diễn ra sau khi mỹ cho phép ukraine sử dụng vũ khí của washington để tấn công hạn chế vào các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ nga chưa rõ sự thay đổi này có báo hiệu bất kỳ biến động nào về chính sách của moscow với washington hay không trong hai năm qua ông dmitry medvedev cựu tổng thống hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nga cùng với một số quan chức diều hầu khác liên tục coi các đối thủ của moscow là kẻ thù Tuy nhiên, ông Peskov trước đây từng khẳng định chỉ có Tổng thống Nga Vladimir Putin mới có thể xác định và tuyên bố lập trường chính sách đối ngoại chính thức của Nga. Hồi tháng 1 năm nay, ông Putin từng phát biểu rằng giới tinh hoa ở phương Tây mới là kẻ thù thực sự của Nga, còn Ukraine chỉ là một công cụ trong tay họ. Vấn đề không phải họ, giới tinh hoa phương Tây đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta, Ukraine, mà chính họ mới là kẻ thù của chúng ta, ông Putin nói, đồng thời cáo buộc cuộc xung đột Nga-Ukraine được dàn dựng bởi giới tinh hoa phương Tây tìm cách gây ra thất bại chiến lược với Nga. Vào tháng 5, ông Putin tuyên bố rằng toàn bộ cộng đồng phương Tây đang làm việc cho kẻ thù của Nga, mơ mộng về việc nước Nga không còn tồn tại như hiện tại. Nhưng trong lần này, ông không gọi bất kỳ quốc gia phương Tây cụ thể nào là kẻ thù. Ukraine vẫn một trọi nằm với Nga dù viện trợ Mỹ phương Tây đã tới mặt trận. ISVK đưa tin, đạn pháo do phương Tây cung cấp bắt đầu đến tay quân đội Ukraine ở mặt trận, tuy nhiên họ vẫn ở thế một trọi nằm với Nga về hỏa lực. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, binh sĩ Ukraine hoạt động gần vôn tranh phía đông bắc Kharkov nói với Telegraph rằng đạn dược do phương Tây cung cấp đã bắt đầu đến mặt trận của họ, tuy nhiên lực lượng Nga trong khu vực vẫn duy trì lợi thế về hỏa lực. Một binh sĩ Ukraine nói với các phóng viên rằng lực lượng Nga vẫn duy trì lợi thế pháo binh năm chọi một. Một binh sĩ Ukraine khác nói với báo ERR của Estonia rằng đạn dược do phương Tây cung cấp đã bắt đầu chảy tới tiền tuyến, nhưng vẫn chưa đạt quy mô đáng kể và thừa nhận quân đội Nga tiếp tục có lợi thế đáng kể trong lĩnh vực này. ISVK ước tính lực lượng Moscow đang cố gắng đạt được những thắng lợi đáng kể về mặt chiến thuật trước khi sự hỗ trợ đầy đủ của Mỹ đến được với quân đội Ukraine ở mặt trận. Bởi sau khi nhận những lô hàng viện trợ đầu tiên do phương Tây cung cấp, việc đạt được hiệu quả chiến thuật và tác chiến ở mặt trận sẽ mất một thời gian, những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 5 tháng 6 của ISW Thứ nhất, các quan chức Mỹ tiếp tục cố gắng làm rõ chính sách của Washington liên quan đến khả năng ký ép tấn công một số mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng thông tin công khai về chính sách của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Thứ hai, đạn pháo do phương Tây cung cấp được cho là đã bắt đầu được chuyển tới quân đội Ukraine ở mặt trận mặc dù số lượng không đủ để cho phép lực lượng Ukraine vượt qua hoàn toàn lợi thế hiện tại của quân đội Nga về đạn pháo. Thứ ba, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể và lâu dài cho mạng lưới năng lượng của Ukraine, và Kiev được cho là sẽ phải đối mặt với những hạn chế về năng lượng, thậm chí còn lớn hơn vào mùa hè năm 2024. Thứ tư, báo Liga của Ukraine hôm 4 tháng 6 đưa tin, một nguồn tin trong Tổng cục Tình báo quân sự GUR Ukraine cho biết, Khoảng 550.000 binh sĩ quân đội và bán quân sự của Nga đang tập trung ở Ukraine và gần biên giới. Thứ năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 6 cho biết, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, sẽ phối hợp các nỗ lực xây dựng tiềm năng công nghiệp quốc phòng của Nga cùng với cựu Thống đốc vùng Tula và trợ lý Tổng thống Alexei Dezumin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev. Thứ sáu, công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom tin rằng họ khó có thể phục hồi doanh số bán khí đốt đã mất sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang có tác động lâu dài đến các nguồn doanh thu nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Nga. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã tiến về phía đông nam Kupiang, gần Chasovya, phía tây Abdiivka và phía tây nam Donetsk. Chiến dịch của Nga ở Kharkov có thể đã phản tác dụng, Nga dồn lực tấn công tỉnh Kharkov gần một tháng qua nhưng chưa đạt mục đích, đồng thời gián tiếp giúp Ukraine được phương Tây nới vòng kim cổ vũ khí. Quân đội Nga ngày 10 tháng 5 bất ngờ điều xe tăng thiết giáp tràn vào tỉnh biên giới Kharkov của Ukraine để mở mặt trận mới ở phía đông bắc nước này. Moscow sau đó chiếm hàng loạt ngôi làng và được cho là đã kiểm soát ít nhất 170 km vuông lãnh thổ ở tỉnh này. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 6 cho biết chiến dịch tấn công của Nga ở tỉnh Kharkov đang chững lại khi yếu tố bất ngờ đã không còn. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Kovalev cũng ngay khẳng định Nga chưa đạt được bước tiến mới tại mặt trận Đông Bắc và đang hứng chịu tổn thất nặng. Sau gần một tháng tấn công, Nga chưa chiếm được thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh, đồng thời là đô thị lớn thứ hai ở Ukraine, cũng như trung tâm văn hóa, kinh tế của nước này. Lực lượng Nga đang bị chặn lại ở khu vực cách thành phố khoảng 25 km về phía Bắc. Chiến sự đang diễn ra ác liệt, song tiến tuyến vẫn gần như giữ nguyên. Ivan Stupak, cố vấn của Ủy ban An ninh Tình báo và Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine ngày 4 tháng 6 cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa tháng 5 tuyên bố nước này khi đó chưa có ý định kiểm soát thành phố Kharkov, chỉ muốn thiết lập vùng đệm để ngăn Ukraine tiếp tục pháo kích vào biên giới tỉnh Belgorod. Tuy nhiên, giới quan sát bày tỏ hoài nghi về phát biểu này của ông Putin, cho biết Tổng thống Nga thường hành động quyết liệt hơn so với những gì ông nói. Trong khi chưa giành được kết quả đáng kể, chiến dịch tấn công của Nga ở Kharkov đã vô tình giúp Ukraine giải được bài toán mà nước này từng chật vật tìm đáp án. Chiến dịch mới của Nga ở mặt trận Đông Bắc đã thúc đẩy điều mà Tổng thống Ukraine chưa làm được trong nhiều tháng qua, thuyết phục phương Tây cho phép kỳ ép sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ của Moscow. Cây viết David Brennan của Newsweek bình luận, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31 tháng 5 xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Kiev dùng vũ khí Mỹ tập kích lực lượng Nga đang tập trung ở gần biên giới để chuẩn bị tấn công Kharkov, đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách của Washington. Mỹ trước đó cấm Ukraine làm điều này vì lo ngại có thể dẫn tới xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Ngoài Mỹ, một số quốc gia như Anh, Pháp, Đức gần đây cũng đã công khai tuyên bố cho phép Ukraine dùng khí tài họ viện trợ để nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Theo Stupak, việc Mỹ và các đồng minh nới vòng kim cô cho Ukraine khiến tỉnh biên giới Bengorod của Nga không còn là nơi trú ẩn tương đối an toàn đối với lực lượng nước này. Bengorod trước đó thường xuyên bị tập kích bởi máy bay không người lái UAV tự sát Ukraine, đồng thời từng bị các nhóm dân quân thân kỳ ép xâm nhập, song Ukraine chưa từng phóng tên lửa phương Tây vào khu vực này. UAV chỉ là đồ chơi, không thể gây thiệt hại cho nhiều xe tăng và khí tài hạng nặng của đối phương, nhưng pháo phản lực HIMA thì có thể tay của chúng tôi đã được cởi trói do Ukraine sẽ có thể thực hiện thêm các cuộc tấn công như vậy. Ông Stupak cho hay, đề cập cuộc tấn công bằng pháo Hima khiến hai bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở Belgorod bị phá hủy. Brennan nhận định việc Ukraine được phép sử dụng vũ khí của Mỹ và đồng minh để tập kích lãnh thổ Nga sẽ gây ra tác động lâu dài và khiến lực lượng của Moscow dễ bị tổn thương hơn. Cảnh bạc của Nga đã phản tác dụng, bình luận viên này viết cho rằng lợi ích mà Nga thu được từ một số ngôi làng họ kiểm soát trong chiến dịch tấn công Kharkov sẽ trở nên nhỏ bé so với lợi thế Ukraine sẽ có trên chiến trường về dài hạn khi được tự do hơn trong sử dụng vũ khí phương Tây. Hiện Mỹ chỉ chấp thuận cho Ukraine dùng vũ khí của Washington để nhắm vào vùng lãnh thổ Nga sát Kharkov, tức tỉnh Belgorod. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang tập trung hoặc di chuyển qua các tỉnh Kurt và Voronezh ở xa hơn về phía Bắc, Ukraine đang muốn Mỹ tiếp tục nới lỏng hơn vòng Kimco, mở rộng các khu vực mà nước này được phép tập kích. Phan nguồn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4 tháng 6 cho biết Washington và Kiev sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực khác trên lãnh thổ Nga. Tảng băng đang từng bước tan chảy, Stupak nhận định đồng thời dự đoán các nước phương Tây sẽ sớm tiếp tục nới lỏng hạn chế về vũ khí cho Ukraine, qua đó giúp Kiev có thể gây thiệt hại nặng cho binh sĩ khí tài Nga từ trước khi lực lượng này tới được tiền tuyến. Dù vậy, Nga đã thể hiện được năng lực phục hồi lực lượng đáng kinh ngạc sau hơn 2 năm chiến sự, nên việc hướng thêm tổn thất tử giá cũng khó có thể ngăn Moscow tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Ukraine. Tổng thống Putin được cho là đang rất muốn đạt được những thắng lợi mới trên chiến trường nhằm tạo lợi thế trong trường hợp Nga-Ukraine tiến hành hòa đàm trong tương lai. Mục tiêu của Moscow là giữ nguyên hiện trạng về lãnh thổ, trong khi Kiev muốn đối phương rút toàn bộ binh sĩ về nước. Tổng thống Zelensky tháng trước nhận định chiến dịch hiện tại của Nga ở Kharkov có thể chỉ là bước khởi đầu trong chuỗi nhiều đợt tấn công của Moscow. Nước này đang tập trung binh lực ở biên giới với tỉnh Đông Bắc Sumy, khu vực mà Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov hồi tháng 5 cảnh báo có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga. Theo Stupak, Moscow cũng có thể sẽ mở mặt trận mới ở phía bắc thành phố Kharkov nhằm chiếm đô thị này hoặc đẩy mạnh nỗ lực hiện tại ở Vốp thành phố cách biên giới hai nước khoảng 7 km dù vậy chúng tôi không biết chính xác họ sẽ chọn điều gì quan chức ukraine thừa nhận ông putin phương tây sai lầm khi nghĩ nga sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ông putin nói phương tây sai lầm khi nghĩ nga không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân ở ukraine nhưng nhấn mạnh ý tưởng moscow sẽ tấn công nato là nhảm nhí vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân, nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nga, chúng tôi có thể áp dụng mọi biện pháp theo ý mình, không nên xem nhẹ vấn đề này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 5 tháng 6, khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine, Điều 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga quy định tổng thống Nga có thể cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân đáp trả khi xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Học thuyết hạt nhân Nga cũng quy định tổng thống Nga với vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có toàn quyền ra lệnh triển khai vũ khí hạt nhân. Ông Putin bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Nga đang khu thanh gươm hạt nhân, chỉ ra Mỹ là quốc gia duy nhất từng triển khai vũ khí hạt nhân trong chiến tranh khi ném bơm nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine dùng các loại tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga là sự leo thang nghiêm trọng. Theo ông, việc vận hành những loại vũ khí như vậy cần quân nhân và các hệ thống phương Tây hỗ trợ. Ông Putin nói rằng, việc Ukraine phóng tên lửa ATACMS hoặc Storm Shadow nhằm vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống phòng không và hủy diệt chúng. Nếu ai đó cho rằng có thể đưa vũ khí như vậy đến vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ Nga và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền gửi vũ khí cùng loại đến những khu vực trên thế giới, nơi có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhạy cảm của các quốc gia chống lại Nga, ông nói. Những bình luận này được tổng thống Nga đưa ra trong cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với đại diện các hãng thông tấn quốc tế tại diễn đàn kinh tế thường niên ở thành phố St. Petersburg. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Putin với các truyền thông nước ngoài kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra. Điện Kremlin gần đây liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc chiến toàn cầu khi phương Tây đang tìm cách chặn đà tiến quân của Nga ở Ukraine các lãnh đạo phương Tây và Ukraine hạ thấp cảnh báo của Moscow về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân với Nga, nhưng nhiều lần cho rằng nước này có thể tấn công các thành viên NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Cả Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều cho rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba họ không nên biến nga thành kẻ thù nếu làm vậy họ chỉ đang gây tổn hại chính mình hoàn toàn điên rồ khi nghĩ nga muốn tấn công nato ai nghĩ ra ý tưởng này vậy thật vô nghĩa và nhảm nhí ông chủ điện kremlin cho hay ukraine gần đây liên tục kêu gọi đồng minh phương tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nga trong bối cảnh cục diện chiến sự đang thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng bất lợi cho kiev tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhấn mạnh việc tập kích mục tiêu trên đất nga chỉ mang tính phòng thủ Tổng thống Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Nga dọa đáp trả đau đớn thiêu rụi cơ sở của phương Tây Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể cung cấp vũ khí cho bất kỳ đối thủ nào của Mỹ, giống như cách Washington làm với Ukraine. Điều này đánh dấu một sự thay đổi khá đáng kể trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 6 tháng 6 nói bình luận về bài phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với người đứng đầu các cơ quan thông tấn quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg (SPIEF) hôm 5 tháng 6. Tổng thống Putin nói rằng Moscow đang cân nhắc các biện pháp để đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga theo ông putin việc nga cung cấp vũ khí cho các khu vực có thể thực hiện các cuộc tấn công đau đớn vào các cơ sở của phương tây là một lựa chọn khả thi bây giờ hãy để mỹ và các đồng minh cảm nhận được tác động trực tiếp của việc bên thứ ba sử dụng vũ khí nga ông medvedev nói phó chủ tịch hội đồng an ninh nga tuyên bố nếu mỹ là đối thủ của họ thì họ là bạn của chúng tôi hãy để việc sử dụng vũ khí của nga ở những khu vực mà cho đến nay chưa được xác định gây ra sự tàn phá khốc liệt nhất có thể cho đối thủ của họ và đối thủ của chúng ta hãy để các cơ sở nhạy cảm của các quốc gia cung cấp vũ khí cho ukraine bị thiêu rụi trong lửa địa ngục cùng với những người vận hành chúng ông medvedev cảnh báo về phần chúng tôi chúng tôi sẽ vui mừng trước những cuộc tấn công thành công bằng vũ khí của chúng tôi chống lại đối thủ chung quan chức nga tuyên bố Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất đối xứng chống lại các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin cho rằng Ukraine có thể là bên trực tiếp tấn công Nga, nhưng Mỹ và các đồng minh đứng sau cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo. Tổng thống Nga cũng nêu ra thực tế là một số huấn luyện viên và cố vấn quân sự từ các nước NATO đã được triển khai tới Ukraine và một số người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga. Gần đây, trong bối cảnh Nga giành ưu thế trên chiến trường, một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Pháp đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nước này vẫn đặt ra những giới hạn nhất định để tránh xung đột leo thang vượt kiểm soát. Ví dụ, Mỹ chỉ đồng ý để Kiev sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu ở khu vực biên giới Nga gần tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Pháp, Đức chỉ cho phép Kiev tấn công mục tiêu quân sự mà Nga dùng để phóng tên lửa, pháo kích vào Ukraine. Moscow vẫn cho rằng động thái này của phương Tây là nguy hiểm và có thể kéo theo xung đột toàn cầu. Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai làm chết người nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Moscow cảnh báo sắc lạnh nếu Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào Nga. Điện Kremlin ngày 4 tháng 6 cho biết, Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả chết người nếu phớt lờ những lời cảnh báo của Moscow rằng Ukraine không nên sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra những hậu quả chết người. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho hay, ông Ryakov lưu ý, không rõ vì lý do gì họ đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của động thái đáp trả mà họ có thể đối mặt. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Một số chính phủ phương Tây gần đây cũng đưa ra sự cho phép tương tự. Kiev đã kêu gọi mở rộng giới hạn sử dụng vũ khí phương Tây khi các lực lượng của Nga tiến công vào khu vực Kharkov. Tổng thống Joe Biden gần đây đã chỉ đạo đội ngũ của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng các vũ khí của Mỹ cho các mục đích phản pháo ở Kharkov để Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Một quan chức Mỹ nói với Politico, đồng thời cho biết chính sách về các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga vẫn chưa thay đổi. Tuần trước, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây về việc cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí của những nước này để tấn công Nga sự leo thang liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu âu mỹ sẽ hành xử như thế nào khi tính đến sự cân bằng giữa chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược tổng thống putin tuyên bố thứ trưởng ngoại giao nga jiacot đã kêu gọi mỹ dành chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì tổng thống putin đã nói đồng thời ông jiacot cũng nhắc lại rằng tổng thống putin đã đưa ra một cảnh báo rất rõ ràng và nó phải được lắng nghe thực sự nghiêm túc bày đàn UAV của Ukraine ngăn đà tiến của Nga ở Kharkov. Truyền thông Ukraine đưa tin, chiến thuật bày đàn UAV của Ukraine dường như có hiệu quả khi làm chạm đà tiến của Nga ở mặt trận Kharkov. Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine AGS Andriy Kovalev nói rằng, tình hình giao tranh ở khu vực phía bắc Kharkov vẫn tiếp tục, nhưng các cuộc tấn công của Nga không có tiến triển và gây thương vong lớn. Ông cho biết các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đang đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công và tình hình trong khu vực này căng thẳng nhưng ổn định. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ thực địa cho hay lực lượng Nga vẫn đang cố gắng tấn công xung quanh thị trấn Vujen và làng Liusti nhưng chưa đạt được mục tiêu. Phía Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga thường bị súng cối và pháo binh của Ukraine phân tán và sau đó bị đạn UAV sẽ lao xuống để ngăn chặn. Trong khi đó, Nga tuyên bố các cuộc tấn công của nước này vẫn tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Nga cũng nói rằng Ukraine đã thực hiện 5 cuộc phản công bất thành ở điểm nóng Vochen. Các trang tin quân sự Ukraine cho biết, từ cuối tháng 5, Kiev đã tái triển khai các đơn vị vận hành UAV giàu kinh nghiệm từ mặt trận khác tới Kakot. Trong số các đơn vị máy bay có người lái gần đây được triển khai tới khu vực Kakot, có đội trinh sát và tấn công do Robert Brogri chỉ huy. Brody thông báo hồi đầu tháng rằng đơn vị Pasky Brody của ông đã di chuyển từ cơ xanh đến gần làng Lipsti ở Gagot. Brody Brody có khả năng phóng hàng chục máy bay không người lái tấn công được trang bị bộ phận ghi nhiễu, trinh sát và hỗ trợ kỹ thuật. Giống như hầu hết các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine, nhóm này phần lớn vận hành nhờ tiền quyên góp từ cộng đồng. Theo Kispot, có ít nhất 5 đơn vị máy bay không người lái tấn công đã được điều động đến khu vực KaKots trong 2 tuần qua và đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Nga. Hôm 2 tháng 6, nhóm Perun công bố video cho thấy UAV do họ điều khiển lao xuống các điểm yếu của đội xe tăng thiết giáp Nga. Đơn vị này tuyên bố phá hủy 3 xe tăng T-62, một thiết giáp chở quân, một hệ thống pháo tự hành của Nga trong một ngày. Theo Kisport, các đội UAV của Ukraine được cung cấp hàng trăm chiếc máy bay không người lái Họ có khả năng phóng cùng lúc 10 chiếc UAV chứa thuốc nổ xuống đội hình thiết giáp của Nga. Các cuộc tấn công kiểu bày đàn thường rất khó để cản phá và gây thiệt hại lớn khi UAV sẽ tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng và tấn công vào điểm yếu của vũ khí. Nga kích hoạt hệ thống tên lửa Parson. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hệ thống tên lửa ven biển Parson của hạm đội biển đen Nga đã được kích hoạt tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine trong một tuyên bố hôm 4 tháng 6 cho biết các khẩu đội tên lửa ven biển xanh của hạm đội biển đen nga đã tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bộ này, tọa độ mục tiêu đã được gửi về trung tâm chỉ huy nơi nga triển khai các bệ phóng Barsan. Sau đó, quân đội nga tiến hành phóng tên lửa vào các mục tiêu đã được chỉ định. Barsan là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển do nga phát triển, được thiết kế để bảo vệ bờ biển và tiêu diệt các tàu mặt nước bao gồm tàu sân bay, tàu hộ tống và tàu đổ bộ. Tùy vào điều kiện chiến đấu, ba cũng sẽ được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu trên mặt đất. Một khẩu đội ba bao gồm bốn phương tiện phóng dựa trên khung gầm MZKT 79308x8, một hai phương tiện chỉ huy và kiểm soát dựa trên xe tải Kamaz 43101 một phương tiện hỗ trợ và bốn phương tiện chở đạn đặt trên khung gầm MZKT-7930, được trang bị cần cổ có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe phóng. Đối với các xe phóng, được thiết kế với trọng lượng khoảng 41 tấn, chiều dài 12,8m, chiều rộng 3m và chiều cao 3,6m. Xe sử dụng động cơ diesel IAMZ846 có công suất 500 mã lực, cho phép nó hoạt động 80 km trên giờ, tầm hoạt động 1.000 km. Được biết, mỗi xe phóng sẽ trang bị hai ống phóng có chiều dài 8,9m, đường kính 0,71m. Tên lửa mà Boston sử dụng là B-800 Onkid Yankov. Tên lửa chống hạm siêu âm có chiều dài 8,6m, đường kính 0,67m, với trọng lượng là 3.100kg, trong đó có đầu đạn nặng 200 đến 250kg. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. B-800 Onkit được bắn thẳng đứng từ các bệ phóng bằng cách sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn để tăng tốc độ ban đầu, sau đó sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng để duy trì hành trình tốc độ Mach 2,5 với quỹ đạo bay thấp. B-800 Onkit có tầm bắn từ 120 đến 300 km. Ukraine có thể đã điều đặc nhiệm sang Syria tham chiến. Truyền thông Ukraine đưa tin, nước này triển khai các đơn vị đặc nhiệm tới Syria để chống lại lực lượng Nga và quân chính phủ của Tổng thống Assad. Sport ngày 4 tháng 6, công bố video được quay từ tháng 3 cho thấy, đặc nhiệm Ukraine tham gia một số trận đánh ở Tây Nam Syria, đặc biệt là tại cao nguyên Golan, nơi Nga tập trung lực lượng. Báo này cho biết họ nhận được video từ các nguồn tin bên trong Tổng cục Tình báo Quân đội GUR. Trong video, đặc nhiệm Ukraine sử dụng súng chống tăng, súng cối tạp ráp và thiết bị nổ tự chế tập kết trạm kiểm soát, cứ điểm, các nhóm bộ binh Nga đi tuần và đoàn xe chở thiết bị quân sự. Kispot cho hay lực lượng mà Ukraine triển khai tới Syria là đội đặc nhiệm Kimis thuộc GUR. Một nguồn tin GUR cho biết đặc nhiệm Ukraine từ đầu năm nay đã hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Syria tập kích cơ sở quân sự Nga tại nước này. Theo truyền thông Ukraine, việc Nga đưa một phần thiết bị quân sự và quân nhân tại Syria về nước từ cuối năm 2022 khiến lực lượng của họ ở quốc gia Trung Đông dễ bị tổn thương hơn trước đoàn tập kích của đặc nhiệm Ukraine tại khu vực. Nga cũng được cho là mở nhiều trung tâm để tuyển mộ lính đánh thuê Syria tới tham chiến trên chiến trường Ukraine. Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga có trụ sở tại căn cứ không quân Hemimin giám sát hoạt động này. Tại đây, lính đánh thuê được cấp hộ chiếu Nga rồi gia nhập quân đội nước này. Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về đặc nhiệm Ukraine tới Syria tham chiến. Trước đó, truyền thông Ukraine từng công bố video đặc nhiệm thuộc nhóm Timus của GUR phục kích đoàn xe quân sự ở Sudan, hạ một số tay súng, thu phụ hiệu tập đoàn Wagner của Nga và bắt ít nhất ba tù binh. Alexander Liebman, chuyên gia về chính trị Nga và Đông Âu tại Đại học Tự do Berlin, nhận định việc đặc nhiệm Ukraine hiện diện ở Syria là điều vô cùng ngạc nhiên khi họ đang đối mặt với các vấn đề lớn về nhân lực trên chiến trường trong nước việc ukraine điều bất cứ đơn vị nào ra nước ngoài là điều thực sự kỳ lạ ông lipman nói sergei susankin chuyên gia thuộc viện nghiên cứu có tên quỹ samstow ở mỹ khi đó cho biết hoạt động của đặc nhiệm ukraine ở sudan có thể là một phần trong thỏa thuận ngầm giữa nước này với các đồng minh phương tây theo đó ukraine cử binh sĩ tới chiến đấu với lính đánh thuê nga ở châu phi để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự nhất định cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo